Hùng Rô Kiêu Ngạo. Lần đầu làm chuyện ấy. Mình nhẹ nhàng bước tới với dáng điệu rụt rè. Anh đè ngay xuống ghế. Mình sợ hãi lấm le, run run mình hỏi khẽ: "Làm nhẹ được không anh?" Anh nhìn chưa kịp nói, mình lệ đã dần quanh: "Yên tâm làm rất nhẹ. Đừng sợ nhé, thanh niên. Em đâu còn con nít." Anh khe khẽ động viên, nào ngửa lên một tí. Anh chuẩn bị cho vào. Hơi thở anh ấm áp, mình tim đập xốn xao. Anh cho vào hết cỡ, mình sợ khẽ, ối giời, người run lên bần bật, mắt ngấn ngấn lệ rơi. Anh nhẹ nhàng an ủi, ngửa ngửa tí để trông, lớn rồi đừng nhõng nhẽo, lần đầu có phải không? Anh ngâm ngâm một lúc, rồi lại thấy xoay xoay, không đau nhưng khó chịu, sợ ghi mỏi cả tay. Thế rồi anh cũng rút một chút dịch trong veo, chưa kịp chào tạm biệt đã mời người tiếp theo. Cô em đi test Covid về kể lại.